Mặc dù chia tay Quang Hải đã lâu nhưng những thông tin liên quan đến Huỳnh Anh vẫn được dân tình hết sức quan tâm. Mới đây, cư dân mạng lại một phen xôn xao khi phát hiện nhiều clip thân mật giữa Huỳnh Anh cùng với Vũ Phương, một hot TikTok khá đình đám. Đáng chú ý, hầu hết trong những clip xuất hiện chung, cặp đôi này cực kỳ thân thiết, Vũ Phương thậm chí còn thơm lên tóc của Huỳnh Anh, biểu cảm của bạn gái cũ Quang Hải cũng vô cùng nũng nịu dễ thương. Ngay ở phần bình luận, dân tình thi nhau để lại nghi vấn hẹn hò về chuyện hẹn hò của cặp đôi. Ai rồi cũng có bồ mới thôi. Anh chị mà yêu nhau là em mừng lắm nè. Thả ngàn tim. Hai người đẹp đôi ghê. Trước nghi vấn của cư dân mạng, trong khi Vũ Phương không có bất cứ phản hồi nào thì Huỳnh Anh cũng đã có bình luận phủ nhận chuyện hẹn hò. Mặc dù vậy, dân tình thì vẫn không ngừng đẩy thuyền cho đôi trẻ. Vũ Phương sinh năm 1997, hiện đang sở hữu 1,3 triệu follower trên TikTok và nhiều clip triệu view. Thanh niên này đặc biệt được biết tới với clip trai về đó. Ngoài là một hot TikToker, Vũ Phương còn tham gia đóng một số phim ngắn như Chuyện hai chàng lính trẻ, Thanh xuân có cậu,